Xin chào mọi người, nhất là những người tuổi mùi. Đây là video clip mình làm về tử vi của tháng Nhâm Tỵ, tháng 4 âm lịch của năm Mậu Tuất 2018. Tháng 4 Linh Tỵ này thì như đã nói ở video trước thì nó sẽ bắt đầu từ ngày 15 tháng 5 và kết thúc vào ngày 14 tháng 6 năm 2018 dương lịch. Đối với những người tuổi mùi, tháng 3 là một tháng cũng thật sự là có nhiều điều rất là không tốt. Bởi vì sao? Hình tức sủ mùi, hình với mùi tuy là nó nằm trong tứ hành xung nhưng nó cũng xa nhau, nhưng mà sẽ có nhiều chuyện rắc rối. Tai nạn có thể là nhẹ nhẹ tùy vào cái mệnh vào của cái người nào đó ở trong tháng 3. Thì tháng 4 này thì người tuổi mùi thì cũng có được nhiều điều tốt đẹp hơn là tháng 3. Một cái tháng có thể nói là trong tứ hành xung gọi là tháng xung, nhưng mà tháng 4 này sẽ tốt cho một số người của cái bản mệnh thôi, chứ không phải là tất cả đều tốt hết ha. Tùy vào cái tuổi thì đầu tiên hết thì phải xét đến những người tuổi mùi, tuổi Ất Mùi, sinh năm 1955, người ta còn gọi là kính trọng chi dương, là con dê được nhiều người quý mến. Mệnh là sát trung kim, vàng trong cát. Nam thì cung ly hành hỏa, nữ thì cung càn hành kim. Mình không có làm cái tử vi của năm 2018 cho cái tuổi Ất Mùi. Tuy nhiên là mình đã có giải thích cái vận hạn của tuổi Ất Mùi sơ lược ở trong cái video về tử vi tháng 3 cho những người tuổi mùi rồi, cho nên là mình sẽ không phải tốn thời gian để lặp đi lặp lại nữa. Cứ mỗi lần phải lặp đi lặp lại có bấy nhiêu mình chán lắm, cho nên là mình sẽ đi vào thẳng luôn cái vấn đề cho cái tháng Đinh Tỵ, tháng 4 âm lịch của năm Mậu Tuất. Thì tháng Đinh Tỵ tức là tháng 4 âm lịch này là tháng Thổ, mà các bác các chú này thì các bác nam bác nữ của cái Ất Mùi thì là mệnh kim, như vậy là mạng là thổ sinh kim, bản mệnh được tương sinh ha, sức khỏe bổn mạng tốt. Mà như đã nói ở nhiều cái video trước thì bản mệnh mà khi mà được tương sinh thì nó sẽ có rất là nhiều điều tốt đẹp ở những cái cho những cái sao mệnh, cái phúc tinh ở trong cái tử vi trọn đời, tử vi cả năm của mình nó được phát sáng hơn. Bởi vì nó được tương sinh bản mệnh là giống như là mình đèn mà mình thêm dầu vô vậy đó, thì nó sẽ sáng cháy nhiều hơn ha. Cho nên là nó sẽ đem lại nhiều điều tốt đẹp. Thiên can á, chữ Ất với chữ Đinh á là không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Tuy nhiên về mặt nạm âm ngũ hành á, cái Ất thì thuộc mộc, Đinh thì thuộc hỏa, gọi là thiên can á, là sinh xuất, công việc nó dễ gây ra hao tốn, nhưng mà là có chủ đích, tức là mình đầu tư ra công việc mình làm, chứ không phải là mình hao tốn một cách vô cớ. Và thứ hai nữa là cái mộc hỏa là người ta kêu là vòng tương sinh, mà công việc mà nó tương sinh mình tương sinh nó, tháng tương sinh hoặc là mình tương sinh cho tháng thì đều như nhau thôi, thì đều có những cái sự hanh thông, cái sự tốt đẹp riêng, chứ không đến nỗi nào là quá khó khăn. Cho nên có thể nói là thiên can Ất với Đinh này là cũng tốt lành cho những cái người mà công việc của những người Ất Mùi. Như vậy là nam nữ Ất Mùi này thì ok ha. Địa chi Mùi Tỵ thì là tự chủ bình hòa, không hình hại không xung khắc nhau, cũng không có tương hợp gì hết. Nhưng mà xét về nạp âm ngũ hành thì là Mùi là thuộc thổ, Tỵ là thuộc hỏa. Như vậy là về mặt nạp âm ngũ hành đó là được cái vòng tương sinh là hỏa sinh thổ, rất tốt cho gia đạo. Gia đạo sẽ làm cho cái người của Ất Mùi này được nhiều niềm vui, cả nam lẫn nữ đều như vậy hết. Tuy nhiên tháng này nó là tháng tốt của người tuổi Ất Mùi, nhưng mà chọn năm thì cả Ất Mùi nam và nữ thì đều đang vào năm rất là xấu. Người ta kêu là nam la hầu nữ kế đô. Vận niên thì cẩu cuồng phong là chó dại rồi, thì nó sẽ rất là khó khăn.
À, cho nên là đừng có nghĩ rằng cái tháng này mình tốt đẹp nhiều thứ thì mình nghĩ lại, hà phải nhớ là mình đang có quá trời lưỡi dao cái chĩa vào mình thì, nhưng mà tháng này nó là cái tổng năm là mình tốt mình xấu, nhưng mà cái tháng này nó tương đối tốt thì nó sẽ dễ thở hơn cho các bác các chú hoặc các bác gái các trai gì đó ở trong cái tuổi này nó sẽ ok. Và tuổi này là tuổi của mẹ mình là cũng như là tuổi của ba mình cũng tuổi như thế này luôn, cho nên là mình cũng cẩn thận cho ngoài nhiều. Nhưng mà tháng 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 tư thì thật sự là tháng tư âm lịch đối với người Ất Mùi thì thật sự là một điều tốt đẹp, cũng không quá gì. Nói chung là mình leo dốc thì cũng phải có một lúc đoạn nào đó nó bằng bằng cho mình nghỉ, thì đây là trong một trong những tháng bằng bằng cho những cái người cả nam lẫn nữ của hai cái tuổi này là Lào và Kế Đô ha. Rồi người tuổi Mùi tiếp theo đó là người Đinh Mùi, à thức quần chi dương, tức là dê mà bị lạc đàn á, dê là phải sống một mình á, tuy là mệnh thủy nhưng phải đơn giản, mệnh là thiên hà thủy, nước dòng sông ở trên trời, nam thì cung càn hành kim, và nữ thì cung ly hành hỏa. Đã làm cái trọn đời cho mình làm cái video clip về năm mậu tuất 2018 cho tuổi này rồi, và cũng làm luôn cái tháng 3 rồi, cho nên là không cần phải nhắc lại cái tử vi của cả năm nữa ha. Rồi em sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn là tháng người Đinh Mùi nam hay nữ mạng thì đều là mệnh thủy, gặp tháng Đinh Tỵ của năm Mậu Tuất là tháng Thổ, như vậy là bản mệnh bị tháng tương khắc, đề phòng tai nạn, bổn mạng dễ nguy nan. Nhất là các anh nam rơi vào sao Kế Đô, gặp sao Kế Đô là không xô cũng ngã, bản thân là đã bị ấy rồi. Hạn thì địa võng, nhiều việc âu lo là cả năm đó nha, thì gặp cái tháng mà sao Kế Đô là đã xấu về nó là một cái sao xấu cho nữ nhiều hơn nam. Tuy nhiên mà nam gặp sao Kế Đô không có xấu lắm về việc công việc, nhưng mà rất là xấu về sức khỏe, dễ sanh rầy rà hao tài, thì bổn mạng mà bị tháng tương khắc như thế này á, cần cẩn thận nhiều điều hơn nữa. Vì gọi là vào cái gấp cái khúc cua ha, cho nên là các anh thì em cực kỳ cẩn thận tháng này. Tháng này nhất là vào cái giai đoạn là nắng thì thiệt nắng mà mưa sẽ mưa rào, cho nên là các anh rất là dễ bị bệnh nan, cần cẩn thận. Các chị thì sao Thái Dương, thì sao Thái Dương đó là theo may mắn danh lộc tốt, nhưng mà ngược lại sao Thái Dương nó lại không tốt cho người hành thủy, cho nên là cũng cần cẩn thận hơn luôn ha. Gặp cái tháng mà bản mệnh tương khắc này á, thì để tiên can á, là đinh và cùng hàng, cho nên gọi là công việc dễ sinh tài lộc, mà thiên can cùng hàng là cùng hàng hỏa luôn, cho nên là ok, chữ đinh này cùng hàng hỏa sẽ tốt cho công việc, công việc không có gì quá lớn ha. Địa chi thì cũng như đất ngồi ha, thì được là không hình hại không tương khắc nhau về mặt tử vi, tuy nhiên là được tương sinh về nạp âm ngũ hành là hỏa sinh thổ, là Mùi là thổ mà Tỵ là hỏa, cho nên là tốt đẹp. Như vậy là đối với người mà Đinh Mùi của cái với tháng mà Đinh Tỵ tháng tư âm lịch này thì cần cẩn thận nhất vẫn là sức khỏe và bổn mạng, chứ còn thiên can thì tốt ha, địa chi cũng là được tương sinh về nạp âm ngũ hành, như vậy thì nó không có gì mà là gọi là quá mà khó khăn đối với các anh chị. Chủ yếu là các anh chị phải để ý cái phần bổn mạng của mình ha, cái gì mất cũng được, đừng để mất mạng ha, mất mạng là không có làm lại được đâu, tiền bạc có thể mất ha, nhà có thể mất, mà mạng mất là không làm lại được, nhà mất làm lại được cả nha. Cho nên là các anh các chị cẩn thận ha. Rồi tiếp theo đó là các em Kỷ Mùi, nhiều người nói mình tại sao các em Kỷ Mùi được, mình 78 mà ha, mình lớn hơn 79, cho nên là mình được quyền cho em. Thì ngược lại là đối với đại đinh Mùi á, thì nam xấu nữ tốt, thì bây giờ Kỷ Mùi thì nữ nữ tốt quên, nam này cũng xấu luôn, nữ cũng ok. Vì sao? Nam là thái bạch như đã nói, nữ thì có thái âm, thái bạch thì ông biết là hao tài đau ốm tốn của, thì đối với cái tháng này thì như thế nào?
Thì tháng Đinh Tỵ là một tháng thổ, người mà kỷ mùi là mệnh hỏa, thiên thượng hỏa. À, như vậy hỏa sinh thổ, bản mệnh bị sinh xuất tháng, đề phòng tai nạn, tuy nhiên có cũng nhẹ nhàng, dễ dàng vượt qua, không có quá lớn lao. Tại vì sao? Tại vì mệnh cái của các em là thiên thượng hỏa, tức là hỏa rất là lớn, hỏa rất là nhiều. À, cho nên là không có có quá sợ cái việc mà sinh xuất của mệnh đâu. Gặp năm nay là năm can mậu nó thuộc dương, ngũ hành nó rất hợp hỏa, bản thân mình cả năm là được tương sinh mệnh là mộc sinh hỏa. Hôm nay là năm mình bị mộc mà sinh hỏa, cho nên là có bị sinh xuất hỏa ở này nữa thì nó cũng không quá ảnh hưởng lớn đến bụng mạng của mình, tức là bụng mạng mình có xây sát tí xíu nhưng mà không có nguy nan. À, không sợ chết ha. Đinh mùi thì sợ chết chứ còn mình thì không có sợ. À, mỗi người nó có một cái lợi thế riêng. À, tuy nhiên rồi thiên can á, xét về mặt thiên can á, là chữ kỷ của kỷ mùi á với chữ đinh nó cũng không xung không hợp, là trạng thái cân bằng địa chủ. À, tuy nhiên á, là đinh thì hành hỏa mà kỷ thì hành thổ, cho nên có thể nói là thiên can được về mặt nạp âm ngũ hành đó là tương sinh. À, sẽ giúp cho công việc suôn sẻ, dễ sinh tài lộc nhưng không quá lớn. À, tại vì nếu như mà nó là ngũ hợp á, à, thì nó khác, còn cái này là mình chỉ được là nạp âm ngũ hành là tương hợp thôi. Rồi địa chi thì cũng như các hai cái tuổi mùi trên ha, thì không tự không hình hại không gì hết, không có xung khắc gì hết đối với lại tử vi. Còn về nạp âm ngũ hành đó thì mùi thì thuộc thổ, tỵ thì thuộc hỏa, cho nên là vẫn được tương sinh. Như vậy có thể nói kỷ mùi tháng tư là một tháng tốt ha. Một phần sinh xuất bản mệnh nó quá nhỏ, nó không có đem lại nhiều cái sự khó khăn cho các em đâu, đừng có quá lo lắng. À, có thể nói là tận dụng tháng tư này để có thể mình phát huy có tiền tài, dễ có tiền tài, và gia đạo tình cảm cũng có nhiều cái vui vẻ hơn, tốt đẹp hơn. Tại vì dù sao đi nữa thì nạp âm ngũ hành cũng được tinh sinh. Rồi tiếp tục, à, người tuổi mùi kế tiếp đó là người tân mùi, sinh năm 1991, có mệnh là lộ bạn thổ. À, gọi người ta gọi là đắc lộc chi dương. À, người ta gọi là dê có lộc á, dê có tiền tài ha. À, nam cung ly hành hỏa, nữ thì cung càn hành kim, cho nên là nam nữ của tuổi này có thể nói là tại sao là người ta nói là nam nữ tuổi này là dê có lộc. Tại vì sao? Bản thân á, nạp âm ngũ hành, ví dụ như nam đi, nam cung ly hành hỏa là ha, nạp âm ngũ hành tương sinh với bản mệnh là hỏa sinh thổ. À, tại vì mạng thổ mà hành nạp âm cung ly hành hỏa mà. Còn ngược lại á, là nữ thì là cung càn hành kim, thì thổ cũng sinh kim, cho nên là gọi là nạp âm ngũ hành tương sinh bản mệnh, hoặc là bản mệnh tương sinh nạp âm ngũ hành, là vốn dĩ những người có sự may mắn. À, à, nói những người tuổi mùi thì có thể nói là tân mùi là trong một trong những người ok nhất. À, tuy nhiên là năm nay nam mùi, nam tân mùi cũng dướng la hầu, nữ thì dướng kê đô, cho nên là cũng không ngon lành gì đâu. À, may mắn là thôi ok, là mình cũng đã đỡ đi. À, thí dụ giống như là la hầu á, nó rối rắm nạn tai đối với nam, kế đô thì thị phi tai nạn, cho nên là đừng nghĩ lại ha. Tháng tư này đối với người của các em nó sẽ như thế nào? Người tuổi tân mùi á, thì là mệnh thổ, cho nên là mạng gặp tháng đinh tỵ là cũng thổ luôn, cho nên là mạng là đầu hàng, bản mệnh đầu hàng thổ, với tháng sức khỏe bổn mạng tốt, nếu có bệnh hay là có gặp va vấp gì về bổn mạng thì chỉ là một chút nhẹ nhàng thôi. Tuy nhiên thiên can thì không quá tốt lành. À, tại sao? Chữ tân bị chữ đinh, người ta gọi là đinh nó khắc tân. À, thiên can tháng khắc thiên can. À, chữ đinh mà khắc chữ tân, tháng khắc thiên can, công việc dễ khó khăn, lâm vào bế tắc, thậm chí là tốn tài, đặc biệt là không nên đi xa. À, dễ tốn tiền lắm, tại vì sao? Cái công việc mình đã vốn dĩ là cả nam lẫn nữ là dính giao la hầu kế đô, là cái sao tinh quân xấu rồi, thấy không? Vận niên thì cẩu cuồng phong, cho nên là nó cũng không ngon lành rồi. À,
đó. Rồi á là thiên can của cả cái năm á, là mùi mùi với tức là thuộc nhóm tự hành nữa, cho nên là vốn dĩ nó không quá ngon lành. À đúng không, vô tháng này được có cái mệnh thổ đồng hành thì nó không có tương khắc, không có gì hết, nhưng mà cũng không có tốt lành lắm. Gọi là bình hòa đi. Nhưng mà thiên can đinh khắc tân này á, thì dễ ảnh hưởng tới công việc. Các em ở tuổi này là công việc là cái điều quan trọng nhất, cho nên là các em cần cẩn thận ha. Công việc của tháng này là cần cẩn thận nhiều thứ chứ không là nói. Địa chi á, là mùi với tỵ cũng giống như các cái tuổi ở trên, cho nên là có thể nói là đã ngũ hành về tình cảm, về gia đạo thì tháng này không có vấn đề gì. Nhưng mà các em tuổi Tân Mùi ha, cần cẩn, đặc biệt cẩn thận về công việc và những cái sự chống phá ở trong công việc với nhau. Tháng này có ký tá giấy tờ họ làm cái gì đó thì phải ngay phải thẳng, không có được đi vòng vòng ha, đi vòng vòng là dễ sinh rầy ra nhớ. Rồi tiếp đến là các em tuổi Quý Mùi cũng như các bác tuổi Quý Mùi, các em tuổi Quý Mùi là sinh 2003 và các bác tuổi Quý Mùi cũng 1943, thì 2003 thì đang là lớp 9 lên lớp 10, cho nên là có thể nói là hình như là hôm qua hôm nay gì đó là đang thi rồi, giờ là vẫn còn trong tháng 3 ha, thi trong tháng 3 nên tháng 4 thì không có ảnh hưởng gì, tháng 4 là coi như cũng ngồi chơi xe nước rồi học hành thôi, cho nên là chỉ xét coi thử là bổn mạng mình có bị gì không. Còn các bác sinh năm 1943 thì lớn rồi, đâu còn làm ăn nữa, mà chỉ là ăn và được con cái nuôi dưỡng thôi, cho nên là cũng chỉ xét về mạng là chủ yếu ha. Thì mạng á, là người Quý Mùi á, là mệnh dương liễu mộc, người ta gọi là quần nội chi dương, tức là dê trong đàn, dê đi một nguyên đàn. Thì như vậy á, là mạng là mộc khắc thổ, bản mệnh khắc tháng, đề phòng tai nạn, bổn mạng có vấn đề, cho nên là tránh đi xa nhất là những vùng sông nước. Người mệnh thổ ha, gặp mộc khắc thổ, người mệnh mộc. Thiên can á, là quý đinh, thiên can khắc tháng, quý nó khắc đinh, là thiên can khắc tháng, nên á, là bên cạnh đó là ngũ hành của thiên can á, là tương khắc ha, tại vì chữ quý thành thành thủy, còn chữ đinh là hành hỏa, cho nên là công việc là dễ sinh tốn hao, theo như người ta nói, theo sách vở là như vậy. Nhưng mà hai cái tuổi này thì nó không có làm gì rồi, một là còn nhỏ không làm, hai là lớn hết làm, cho nên là cái việc mà thiên can là tương khắc nhau này là cũng không thành vấn đề. Địa chi thì cũng như kia, vui vẻ gia đạo, các em nhỏ thì học hành xong rồi vui vẻ chơi bời nữa ha, còn các bác lớn thì chắc là được con cái phụng sự lo lắng cho mình nhiều điều, cho nên là đem lại nhiều niềm vui cho bản thân. Tuy nhiên là đối với người mà Quý Mùi thì tháng này là gặp tháng gọi là mộc khắc thổ, đó là bản mệnh khắc tháng, thì cần phải đề phòng tai nạn ha, nhất là các vùng sông nước, đừng để trẻ nhỏ mà tuổi này mà ở sông nước, nhất là tháng này ha, nóng nảy các em trai đó là không có tự lo cho bản thân mà nhảy ra tắm tiết còn này kia là vấn đề nó không tốt lành. Tại vì sao? Tại vì các em mà tổng năm là dưới sao Thái Bạch, rồi là ha, cho nên là dễ có cái điều xấu. Thì còn nữ thì dưới sao Thái Âm, có sao Thái Âm thì may mắn danh lộc tốt, cho nên là có thể nói là không có vấn đề gì xảy ra. Như vậy á, là mình đã chia sẻ xong cái tử vi của tháng đinh tỵ, tức là tháng 4 âm lịch của năm Mậu Tuất 2018. Một cái tháng có thể nói là bình hòa, cũng có quá gì đó là to lớn nặng nề đối với những người tuổi Mùi. Nhưng mà có Tân Mùi thì phải cần để ý phần công việc một tí xíu. Nếu như là mọi người tuổi Mùi xem thấy hay, nhớ bấm like và chia sẻ cho nhiều người tuổi Mùi hơn biết về cái video để mà ứng dụng vào cái tử vi của tháng mà vượt qua là tránh né những cái điều xấu. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những video về tử vi, có thể là của người thân bạn bè, để mà ứng dụng vào cuộc sống của mình có ngày càng tốt hơn.
Rất vui vì mọi người đã chú ý đón xem. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Bye bye.